Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa HTML và CSS F8 Ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn khái niệm ID và Class các bạn nhé Thì uh, hai cái khái niệm này ấy, nó đều nằm ở trong một cái khái niệm lớn được gọi là CSS Selectors các bạn nhé Thì CSS Selector nó đơn giản được hiểu là nó là những cái cách để các bạn có thể uh, gọi được tới những cái element Tức là những cái phần tử ở trong HTML để các bạn có thể CSS nhé Ví dụ như ở bài trước này thì các bạn có thể gọi thẳng cái thẻ H1 luôn ở bên CSS nhé Mình đã link cái file main này vào rồi đây này thì bây giờ mình sang viết CS như thế này Là H1 này, mở đóng ngoặc nhọn này Color bằng màu đỏ Đó, thì cái cách các bạn có thể CS như thế này ý, Thì cái cách mà các bạn gọi tới thẻ H1 này này, Nó được gọi là CS Selector các bạn nhé Và nó có rất nhiều cái cách để các bạn có thể select tới được một một phần tử ở bên HTML như thế này Và trong số đó là chúng ta sẽ học về ID và Class ở trong bài ngày hôm nay các bạn nhé Thì ví dụ bây giờ mình có thể đặt một cái ID ở đây à, nhưng trước tiên ý, thì mình sẽ copy cái thẻ H1 thành 3 thẻ để cho các bạn nhìn nhé copy thành ba thẻ này để mình đưa ra cái vấn đề tại sao phải sử dụng ID class đúng không? Đó. Thì rõ ràng là khi các bạn CSS là h1 như này thì tất cả những thẻ h1 đều bị ảnh hưởng luôn. Đó, nhưng sau này cái website của các bạn nó sẽ có rất nhiều chi tiết khác nhau. Các bạn sẽ không muốn rằng là uh, chữ này là đậm này, uh, chữ này là cũng đậm nhưng nó nhỏ hơn đúng không? Đó, thì các bạn sẽ phát sinh ra một cái vấn đề rằng là các bạn không muốn là tất cả những cái nội dung trên website của các bạn đều giống nhau. Vì vậy là các bạn không thể nào mà đặt một cái gọi thẳng cái tên như này được, nó sẽ giống hệt nhau luôn đúng không? Thế nên là mới phát sinh ra cái vấn đề là cần đặt ID thì mình có thể đặt ID ở đây. Các bạn viết vào giúp mình ID này bằng gì ạ? Bằng uh, sử dụng @id nhá. Và các bạn đưa vào đây giúp mình ví dụ như là first uh, heading. Tự mình đặt tên thôi được chưa? Và bây giờ ấy, các bạn uh, để các bạn có thể selector được, sử dụng được cái selector ID này uh, thì các bạn uh, viết vào giúp mình là thăng được chưa? Khi select tới cái đối tượng tới đối tượng mà sử dụng ID ý, thì các bạn sẽ sử dụng độc thăng và paste cả ID ở đây đó và mình refresh. Đó khi đó là gì ạ? Chỉ duy nhất cái ông nào có cái ID là first heading mới được ảnh hưởng thôi đúng không? Các bạn thấy chưa? Ok, thì đó chính là lý do mà chúng ta cần đặt ID nhá. Nhưng tại sao lại có thêm cái khái niệm class nữa các bạn? À, bởi vì như này. ID ý, nó viết tắt của cái từ là identify có nghĩa là cái từ định danh duy nhất ấy, nó là cái chứng minh thư của các bạn ấy, nó là cái từ mà chỉ xuất hiện một lần thôi. Có nghĩa là trong một tài liệu của các bạn ấy sẽ không bao giờ được phép đặt hai cái ID giống hệt nhau như này. Uh, ID đã là ID là nên phải không phải khác nhau, không được trùng nhau các bạn nhé, bởi vì cái từ của nó đã có ý nghĩa như vậy rồi. Nếu mà các bạn cố tình đặt như này ý, thì nó vẫn chạy bình thường thôi mình refresh này. Đó, nó vẫn chạy bình thường đúng không? Nhưng tuy nhiên, thứ nhất là nó không hợp lệ và thứ hai sau này các bạn học về JavaScript ấy, các bạn muốn select được một cái ID mà các bạn đặt trùng name như này này nó sẽ lỗi, được chưa? Thế nên là chúng ta sẽ không làm như thế này. Thế nên là nó mới có một cái khái niệm gọi là class. Khi các bạn muốn sử dụng một cái thuộc tính CSS chung cho nhiều đối tượng khác nhau ấy thì các bạn sẽ cần phải sử dụng ra một cái thằng gọi là class. Bạn viết giúp mình là ID là class giúp mình, sửa thành class nhá. Class không nghĩa là lớp ấy, các bạn có thể sử dụng một lớp cho nhiều cái phần tử khác nhau. Ở đây ví dụ mình đưa vào đây là gì? second heading này đó và bây giờ mình copy cho tất cả những cái ông bên dưới này đều có cái thằng này kể cả h2 cũng đưa vào luôn này refresh đó và bây giờ mình muốn làm sao ạ muốn những cái ông này chung một cái style là gì à, làm cùng màu sắc và cùng kích thước chẳng hạn nhé thì khi các bạn uh, select tới id thì các bạn sử dụng cái uh, uh, dấu thăng thì khi select tới class thì các bạn sẽ sử dụng dấu chấm giúp mình nhé nó chỉ có hai cái thế thôi rất là dễ nhớ id là thăng còn class là chấm được chưa chấm heading second heading này và đây là color bằng green nhá màu xanh là cây này à, cho một cái phông chữ phông size là bằng uh, 20 pixel đi refresh này đó các bạn thấy không ạ cả ba ông này đều chung một style giống hệt nhau luôn đó là khi các bạn cần sử dụng class các bạn nhá thì ví dụ đây các bạn nhìn này đó Cả năm ông này bốn ông này giống hệt nhau đây thì tất nhiên là gì ạ cả bốn ông này đều chung một class rồi đúng không ok rồi thì ở trong cái bài này ấy, thì chúng ta chỉ học về id class như này thôi thì nội dung bài học này đến đây là kết thúc xin chào các bạn